Hi guys, in today's video, I'm going to show you how to pronounce this sentence in English in a fast way. Let's go! Okay, cái câu này đọc chậm nó sẽ như thế này nè. It is very interesting to hear other people's point of view. Vậy thì đọc nhanh sẽ như thế nào? It is very interesting to hear other people's point of view. Đọc nhanh là vậy đó. Vậy thì chúng ta làm sao để đọc nhanh được cái câu này? Rồi, vậy cái câu trên thì mình đọc nhanh như thế nào? Đầu tiên là các bạn phải tập nói âm trước ha. Đầu tiên là it và is sẽ đọc nói thành âm d. It is. It is. Thứ hai là cái từ interesting, các bạn được đọc như vậy. Mình sẽ đọc 3 âm tiết thôi. Interesting. Interesting. Nó chỉ có 3 tiếng thôi nha. Interesting. Interesting. Rồi, tiếp theo là cái chữ mà point of view. Of view thì cái chữ V trong chữ of và chữ view ha. Mấy bạn đọc một âm thôi. Of view. Of view. Rồi, từ point có âm T thì các bạn bỏ âm T luôn, các bạn nói âm N vô. Point of. Point of view. Point of view. Point of view. Ok, bây giờ mình gắn lại nè. It is very interesting to hear other people's point of view. Rồi, cái chữ other, các bạn chú ý nhớ lè lưỡi ra nha. Other, other people's, other people's, other people's point of view. It is very interesting to hear other people's point of view. It is very interesting to hear other people's point of view. Khi mà các bạn đọc một cái câu mà các bạn phải biết cách nói âm vào thì nó sẽ rất là nhanh.